Đây, cây bàng. Cây bàng có rất nhiều quả bàng. Quả bàng này còn xanh này, chưa chín đâu. Wow. Cây bàng này mọc ở ngoài biển đây, gần sát biển luôn. Đấy, quả nhiều chưa? Chú thấy quả bàng chưa? Quả bàng. Quả bàng. Lá bàng. Lá bàng. Quả bàng đẹp không? Mẹ với Du xem kỹ quả bàng nhá, xem nó to thế nào nhá. Wow. Chú có biết là quả bàng này mình có thể ăn được hạt không? Đây nè. Trên đây nữa nè. Quá trời luôn nha. Đứng xa xa ra nha. Đây, trên này cũng có quả nha. Đó, wow. Thì bàng có rất nhiều quả nha. Tiếp tục nào. Chu có nhìn thấy quả không? Bên này quả này. Lá. Lá. Lá, đúng rồi, lá. Đây này này. Sợ con tàu vò lắm. Nhớ một con tàu vò này. Mẹ Chu đi quay tiếp nhé. Nhớ chưa? Con tàu vò đi tìm cái gì á? Mẹ và Su nhìn rất rõ quả bàng rồi đúng không? Quả bàng nhìn rất rõ nha. Đây là chi tiết một quả này. Này, đây là một quả. Đây, ai, rồi. Hãy đi vào đây nha. Đây, nhiều chưa? Đấy, quả bàng đấy. Quả bàng đẹp quá. Su chỉ mẹ xem nào, quả đâu? Quả đâu? Quả đâu? Quả bàng đâu con? Là bàng đâu? Rất đẹp. Bye bye. Bye bye cây bàng nha. Bye cây bàng nha.